Không biết các bạn có còn nhớ đến cái video người có cái tai dài nhất thế giới cùng với đó là người có chân dài nhất thế giới của mình chưa? Nếu như các bạn coi video đó rồi á thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục tham gia cuộc thi ai là người có cái lưỡi dài nhất thế giới. Trời ơi, lưỡi bạn này ăn xin gơm hay sao á mà nó lại có màu xanh này. Ơi màu xanh này xanh kim cương nha. Còn đây là cái lưỡi của mình, trời sao nó dài nhìn gớm các bạn ơi. Rồi ngày hôm nay chúng ta tham gia cuộc thi này là để có người có cái lưỡi dài nhất thế giới và cùng với đó là mình sẽ sử dụng cái lưỡi này để đi đánh nhau các bạn. Nghe rất là ảo nhưng mà là thật đấy các bạn. Rồi đây là đấu trường để gọi là đánh nhau bằng cái lưỡi này các bạn thấy chưa? Trời ơi cái lưỡi, trời ơi biến ra cái lưỡi bằng đá dài khủng khiếp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thử coi. Này thì nè, đó ghé tim. Này thì nè. Cái lưỡi hơi bị dài. Ơi, mình có skill này các bạn, skill là cái gì vậy? Wow, skill là gì mình không biết các bạn, hình như là đánh mạnh hơn hay sao ấy. Cái bà này. Ây da. Cái bà này sắp hết máu rồi nè. Tiền anh em ơi, lụm. Ơi mình đánh nó rớt xuống đây mình không biết được tính tiền không nữa, nhưng mà tụi nó đông quá các bạn ơi. Cái lưỡi mình lợi hại lắm nha. Đánh bể cái thùng luôn nè. Các bạn thấy chưa? Hơi bị xịn luôn. Ây da. Skill gì vậy? Trời ơi. Skill ai? Nó chơi skill gì mà bùng nổ ghê này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Team 500 anh em á, người có lưỡi nè. Các bạn đo ghe này chắc không đánh răng hay sao, lưỡi dơ quá các bạn à. Còn đây là lưỡi bằng đá này các bạn, bằng gạch nữa nè. Nhìn ghê quá. Thôi bây giờ tiếp tục cuộc hành trình. Né ra. Trời ơi, hồi nãy vô là mình bắt cẳng rồi các bạn, nhưng mà lần này có lẽ là mình sẽ không bắt cẳng nữa đâu. Ơi mình lướt được nè. Trời ơi, còn này là sao? À, cái này chỉnh cái góc này để nhìn cho dễ đúng không? Nhưng mà thôi. Ui, what? Chính, ê, đây các bạn không, nó ném cái gì vậy? Làm cho mình ngồi. À, nó ném cái thùng rác làm cho mình buồn nôn tại vì thùng rác quá thúi. Đấy, sức mạnh nè các bạn. Hình như là sức mạnh nè. Đó thấy chưa? Mình đánh mình không biết là tại sao các bạn à. Nhưng mà nó lắc lắc sao? Mình rõ ràng thôi. Các bạn thấy chưa? Sức mạnh ghê chưa? Này thì một đứa lụm tiền. Lướt. Lụm tiền nè. Lụm tiền. Ê, đừng. Lướt. Con này nè, lụm tiền. Triple kill. Này thì nè, xuống luôn. Triple kill. Ôi, từ. Rồi, lướt đi các bạn ơi. Ê, nó ném mấy cái thùng này là cái gì mình cũng không biết nữa. Máu của mình đang còn khá là ít các bạn. Ui, có hàm răng nữa kìa. Wow, bình tĩnh. Thôi, đi qua đây các bạn ơi. Đứa nào bước qua đây một cái là mình cho xuống dưới luôn nè. Ê, lắc. Nó lắc sao nha? Nó hơi lắc các bạn à. Ui, sao hết máu rồi. Skill nè. Không sao, anh đã có đủ tiền để mua cái lưỡi mới rồi. Đây, cái lưỡi này là lưỡi không chịu đánh răng này các bạn, mua luôn. Đây, skill của nó là 12 dam và knockback là 15 các bạn. Rồi, để xem coi là mình 450 sẽ có cái lưỡi kim cương nha. Đây, lưỡi này là không đánh răng nè các bạn ơi. Ghê quá. Các bạn ơi, các bạn biết cái con chú ếch này không? Chú ếch này rất là nổi tiếng nha. Nhưng mà vô đây thì nó lại màu này, thực chất nó là màu xanh lá các bạn à. Và đây, các bạn sẽ gọi là John Game và Line này, các bạn sẽ được chơi 3 ngày được nè các bạn. Ui, nói chung là nhiều lắm các bạn ơi, phải chơi 3 ngày các bạn mới gọi là có được cái này nha. Đây, con ếch nè các bạn. Đây, thanh niên này được cái nón với cái chân con ếch nè. Đó, ấy da, trời ơi, hàm răng. Mà nó mình mới thấy rồi. Được rồi, thùng rác nè, trời ơi, đấy. Con ếch này, ghê quá ta. Từ, nó canh mình, nó đánh mình thì sao ấy. Nè, thùng rác nè, ở đó mà đánh. Con ếch nè, đây. Trời ơi, nó có hàm răng à. Thì ra là cái lưỡi bằng gạch á là nó sẽ tạo ra hàm răng các bạn nè. Ăn nè, trời ơi đếm xa quá. Ơi cái này, cái lưỡi bằng gạch của nó đánh hơi mạnh nha các bạn, mình đánh không nổi. Sao nó dí theo mình hoài ta, nó cay mình sao nha. Cay tôi à. Mình nhìn hướng nào là mình sẽ sử dụng skill hướng đó nha, chứ đừng có sử dụng skill hướng này mà nhìn hướng khác các bạn. Đây, ví dụ nó nhìn hướng này nó sẽ đánh sử dụng skill nè, gì mà cũng trúng nữa, ảo thật. Dính nè, trời ơi. Nằm bẹp luôn các bạn ơi, khó quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ mua cái lưỡi mới thôi các bạn. Lưỡi này 400 mấy nè, mình sẽ mua cái lưỡi này để mà mở cho mình cái lưỡi bằng đá được các bạn. Rồi ok, lưỡi kim cương. Đây, mình đang đeo cái lưỡi kim cương đúng không? Đây, lưỡi kim cương này các bạn, để mình xem coi. Đâu rồi. Sức mạnh của nó là 10 và knockback là 15. Ủa sao yếu vậy ta? Tính ra nó yếu hơn cả cái lưỡi hùng rác nữa các bạn. Cái lưỡi hùng rác ngon hơn mà. Rồi cái này là cái gì đây? Cái này là mặc đồ không cần. Rồi, chúng ta đã có đồ xịn rồi, bây giờ ra chiến đấu tiếp bạn ơi. Này thì nè, ghê chưa? Cái lưỡi này nó sẽ dài ra các bạn. Lưỡi kim cương thì skill của nó là dài ra thôi chứ không có gì hết các bạn. Nó chỉ là dài ra thôi. Này thì thanh niên này muốn solo của mình thì sao ấy? Thôi, lưỡi kim cương với lưỡi vàng, lưỡi nào mạnh hơn đây? Hỏi các bạn thấy. Thấy nhau lộn ghê không? Các bạn thấy nhau lộn. Này thì lụm thanh niên luôn. Từ từ. Chạy đâu bạn ơi? Lụm.
lụm thiên. Chạy. Nè, lưỡi dài nè, lưỡi dài nè. Ui, lưỡi siêu dài luôn mà không được. Wow, thanh niên này yếu máu nè. Ây da, nó ném mình đã bị dính gọi là thùng rác của nó rồi. Ấy, lắc các bạn, mình lướt một hồi sao nó mới đi. Thôi, từ từ đi. Đây, chiếc lưỡi siêu dài của mình đây. Này thì nè, ghê chưa. Nhưng mà cái skill của cái lưỡi kim cương này hơi phế nha. Các bạn biết tại sao không? Nó không có đánh được diện rộng, nó chỉ đánh được cá nhân thôi. Ây da, lại con ếch này nữa. Từ từ. Còn cái chiêu thùng rác là các bạn ném một cái là trúng được nguyên một đám luôn các bạn. Tính ra cái chiêu đó ngon hơn mình đang double kill nè các bạn. À, mình đang được hai mạng liên tiếp, sắp đủ tiền rồi các bạn ơi. Ráng gọi là tiêu diệt thanh niên này xong cái đó, đủ tiền luôn rồi các bạn. Mình tiêu diệt được ba mạng liên tiếp nè, ngon chưa. Ê, từ từ đã nào mọi người. Cái lưỡi anh dài nè, ây da. Cứ đông người vô đánh là hơi bị căng các bạn à. Đây. Anh em, cho nó xuống. Đó, trời ơi, bốn đứa liên tiếp luôn các bạn. Thấy chưa, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội các bạn à. Anh niên này sao, muốn cái gì hả? Từ đã, đông quá các bạn ơi, đông. Ê, lướt, nhảy đi chị bảy. Ui, mấy này đánh ghê quá các bạn. Đứa nào cứ ném cái thùng rác này. Ôi, ném thùng rác cũng mất máu nha các bạn. Ném thùng rác vừa mất máu mà còn vừa bị choáng nữa các bạn à. Ây da, cái con mèo này nó cứ đuổi theo mình nè các bạn ơi. Mình biết là nó suy nghĩ cái gì các bạn à. Nó suy nghĩ gì nên nó dí theo mình biết nè. Nó suy nghĩ cái gì với ta. Đấy. Ui, nhưng mà không sao. Anh đã có chiếc lưỡi dài nhất ở trong hốc lóc này rồi. Đây, chính là cái này. Wow, mua liền các bạn. Đây, nó ghi nè, Summon a Giant Tongu là cái lưỡi bạn ở trong cái này nè các bạn. Rồi, let's go. Đi nào. Wow, đấy, lưỡi khổng lồ nè em. Ui, mới vô chưa các bạn. Mình phải canh nó đông thì là đông kìa. Đúng rồi, lũi vô đây. Con bé này muốn sao? À, đây có quá trời đứa ít máu nè các bạn. Nhanh lên, hồi skill nhanh lên. Nhanh lên. Skill. Này thì thanh niên. Đi đây. Để anh. Này thì double kill. Đấy, thấy chưa, lưỡi này xịn các bạn. Cứ canh nó bu đông vô là tụi mình hội đồng luôn nha các bạn. Mình sử dụng cái lưỡi dài khổng lồ nè. Rồi, từ. Tụi nó bu đông vô cái đã. Đây, lưỡi khổng lồ. Trời ơi, hụt rồi. Ây da, lướt vô cái đánh mình các bạn. Lướt, à, chạy. Chia ra mà đánh, đừng có dồn vô một mình anh. Tụi này nó cứ dồn đánh mình không à. Làm vậy chi, để mình phải gọi là mình còn phải đánh được. Đấy, 4-5 đứa luôn nè các bạn. Đã chưa, đây, cái con ếch này nó cứ me mình các bạn. Con ếch này nó me mình nè. Đấy, ôi, trời ui, xíu tí mình đang ké đựng con rồi. Một đứa rồi chứ lộn, một đứa rồi nhưng mà không được các bạn ơi, không được các bạn à. Lưỡi khổng lồ đây. Ây da, lưỡi hột rồi. Ui da, lưỡi vàng là gì ta? Mình không biết là lưỡi vàng nó sẽ có tuyệt chiêu gì nữa. Nãy giờ mình chưa. À đúng rồi, mình biết rồi, nhớ rồi. Lưỡi vàng nó sẽ cuộn mình các bạn, để cho mình nó kiện như nó ôm mình nhảy xuống dưới á. Kiểu vậy các bạn ơi. Rồi. Đồng quá. Từ để cái này nó không có hồi máu mà. Có hồi máu các bạn ơi, có hồi máu. Này thì nè. Yeah. Đấy. Đây, lưỡi dài đây. Đánh hộp không à. Dạ thanh niên. Ô, xuyết rồi các bạn ơi. Đây, lưỡi dài đây. Ê, lắc. Lắc dậy rồi các bạn ơi. Ây da. Ui, mình tiêu diệt 5 đứa liên tục luôn nè. Thấy sức mạnh của mình chưa? Đây, cái lưỡi dài nè. Đó. Wow. Lưỡi VIP. Ây da, từ. Mình đang lướt lại. No. Đừng. Đang được 5 đứa liên tiếp em ơi. Đừng làm vậy. Né tụi nó ra các bạn ơi. Mình đang được 5 đứa liên tiếp mà. Tụi này nó làm gì hết ngon rồi. Bốn đứa nè. Wow, đã. Đây con hết này sao? Từ từ đi. Không được. Tụi nó đang đồng đội với nhau hay sao bạn ơi? Chạy nè. Đấy, gớt chưa. Đi xuống dưới. Ây da, đông quá. Rồi, 6 đứa liên tiếp. Mình bảy màu rồi các bạn ơi. Tụi nó cứ canh mình đánh mình hoài. Đây, canh đi nè. Ây da, sao mình nhìn cái hướng này mà sao nó chỉ hướng khác là sao? Đây, thanh niên, anh da đen này bị sao cứ dí em vậy anh da đen? Anh da đen ơi, anh tha em đi. Đừng, tôi đang gọi là có gì quên rồi. Con này nè. Từ đã, lướt các bạn ơi, lướt. Ui, đông quá. Quá đông luôn các bạn ơi. Wow, cái lưỡi.
này thì nè, dính cái lưỡi của mình. Mình đang sáu đứa liên tiếp mà tụi này nó cứ gọi là làm phiền mình là chi vậy không biết nữa. Đây, mình sẽ combo cho thanh niên xuống dưới luôn. À, wow, đứa nào ném thùng rác chơi kỳ vậy? Trời ơi, bóp tim. Đứng ở đó làm gì em ơi? Một đứa nữa, bốn đứa liên tiếp rồi các bạn. Hiện tại bây giờ mình đã đủ tiền mua cái lưỡi mới rồi, nhưng mà mình đang trong chiến trường nên là mình sẽ không có thể nào mà sử dụng được các bạn. Này thì wow, thanh niên này, từ từ đó. Thanh niên này, cơ hội của mình đã tới rồi. Đấy, năm đứa liên tiếp. Trời ơi, đã quá. Đánh cái gì mà đánh, đánh cái gì mà đánh. Từ từ đã, từ từ đã, từ từ. Thanh niên này cứ me mình sao nha. Nó cứ me mình cái gì ta. Ba bốn đứa này này, đó, một đứa lọc. Sáu đứa rồi nha. Phải lập kỷ lục mới nè các bạn ơi, từ từ. Mấy cái đứa ném thùng rác ghê quá các bạn. Phải nói là mấy đứa ném thùng rác khá là ghê nha. Đây rồi, ném thùng rác ghê vậy. Từ từ đã, trước mặt mình kia. Ui, cái lưỡi vĩnh biệt cụ. Trời ơi, xíu tí được. Thôi, nè, mình đang có cơ hội sắp ăn rồi các bạn. Yeah, 7 đứa. Ui, đây, anh da đen này có hàm răng nè, chắc chắn luôn. Thôi từ, chạy thôi, em không dám đánh nhau với anh da đen. Đó, đây vừa anh có hàm răng, mình biết ngay mà. Rồi, 8 đứa chưa? Không được rồi, xíu được. Chạy đâu nè, ai à. Lưỡi anh này dài quá, em chơi không lại anh rồi. Lưỡi anh dài quá, anh rớt xuống giùm em luôn đi. 8 đứa, yes, 9 đứa. Sức mạnh đỉnh cao. Cái lưỡi nè, ui bay. Đây rồi, hai đứa này. Chạy hả, từ. Chạy nè, 10 đứa, ủa, chưa được à. Đấy, 10 đứa này, ui, đỉnh cao rồi các bạn. Liên tục lập công. Dạ, từ. Ai cái lưỡi đâu. Này thì nè. Wow, mình đang yếu máu rồi, mình không đánh nữa. Từ đã nào, tôi đang yếu máu mà. Này thì ngồi nè. Nó ném thùng rác nữa kìa. Này thì ngồi nè. Tên đi. Này thì ngồi. Trời ơi, mười mấy kêu liên tiếp luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Nãy giờ cái gì hả? Đấy. Nãy giờ đây, thanh niên này muốn đánh mình được. Từ. Muốn đánh mình thì qua cái lưỡi khổng lồ đi đã. Vượt qua cái lưỡi khổng lồ đi đã là tính. Ai, thôi, tụi nó đang dồn vô mình các bạn ơi. Mình đang 13 kill liên tiếp rồi, mình sẽ không có gọi là để cho ai da thanh niên này bị ngủm rồi. Từ. Trời ơi. Từ đi, hồi máu cái đã. Ghê quá. Đây. Cái lưỡi nè. Con đô ghê nè. Một cái nữa nè. Xuống luôn. 14. Rồi, và chiếc lưỡi cuối cùng của chúng ta. Còn mấy cái nữa các bạn ơi, nhưng mà mình không có thể nào mà có thời gian làm mấy được lấy đến mấy cái này đâu. Mình lấy được đến cái này là xịn lắm rồi các bạn. Wow, đây là chiếc lưỡi bằng gạch sẽ tạo ra hàm răng. Đây, hàm răng xịn nha. Nhưng mà chiếc lưỡi này nó sẽ gọi là dạng như là tấn công. Ui. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy gọi là cái gì chưa? Đây, hàm răng. Đấy, cặp nó. Cái hàm răng này nó không gây choáng ta, nó chỉ đứng cho đứng im thôi. Nó chỉ bị chặn lại thôi chứ không phải là gây choáng các bạn. Này thì ui, ghê thế nhờ. Ây da, đây rồi, hàm răng, một đám luôn nè. Này thì, cái thùng rác này ghê quá các bạn ơi, cái thùng rác này đúng bá đạo thiệt chứ. Wow, từ. Tính ra cái lưỡi này nó không có xịn nha các bạn. Nó chỉ gọi là, đây tụi nó đẩy mình xuống được mà sao mình lại không đẩy tụi nó xuống được ta. Ảo thế nhờ, hàm răng nè, khó hiểu thật sự. Thôi, chạy. Tụi này nó gọi là dồn vô đánh ghê quá các bạn. Đánh điên cái đầu luôn. Wow. Hàm răng đây. Đấy, lụm tiền. Ngon lành. Hàm răng đam cao các bạn à. Đây, cái thanh niên này cứ đuổi theo mình. Chả hiểu để làm gì các bạn à. Nó bị làm sao ấy. Cứ đuổi theo mình làm gì nhờ. Đấy, làm gì nhờ. Tôi đang yếu máu mà ông đuổi theo tôi làm gì. Ôi. Nè, ui, hàm răng hụt rồi các bạn ơi. Đánh nó đi em. Anh sẽ cho nó hàm răng trắng sáng. Đấy, lụm hai đứa. Ha. Tiền lên rất là nhanh các bạn à. Này thì nè. Chạy đi em ơi, coi chừng nó đánh đó. Em không đánh anh nhưng mà nó đánh em đó. Chạy đi. Rồi, thanh niên này sao? Chạy đi nè. Đấy, lướt đi. Lướt đi nè. Chạy đi nè. Đánh nè. Thanh niên này nãy giờ đánh mình ghê các bạn. Bây giờ chạy rồi, sợ rồi. Sợ cái gì mà sợ, 5 đứa liên tiếp. Ngon, từ. Xem còn cái nào yếu không. Lưỡi nè.
lưỡi kim cương bằng hàm, ui hàm răng này xa tí là nó không làm được các bạn, nó không cặp tới xuống. Từ từ, không được, cái này mà có lưỡi dài dài tí là ngon, lưỡi mà dài hơn một tí thôi là các bạn sẽ gọi là sờ bam liên tục, là tụi nó không có thoát được luôn á. Xuống dưới hàm răng nè, ui nó lướt qua được rồi. Wow, chạy nè, chạy ơi, từ từ ai da, từ từ nó sờ bam mình, nó sờ bam nè nhưng mà nó thua rồi. 6 đứa liên tiếp các bạn ơi, ngon. Đây, thanh niên này không đánh mình nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên để cho mình một like, đừng cứu mình sẽ xem mình cao cao nếu bạn chưa muốn hồn nha. Đây, con Doge nè các bạn. Doge biết ngay mà Doge nè. Doge nè, rồi hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Bye bye.